thời gian để cắm hương đèn cà quả đến đây để ra mặt lễ. Chúng trước là tình nghĩa ông cha, sau con đã báo hiếu cho mẹ, cháu đã báo hiếu cho bà. Hai đứa cá quay về cá hàng cá. Tình huống hai, xin khơi lời của gia đình, xin kính mời trước là tình nghĩa không gia, sau ông đại diện. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 18 là đưa bà chị lên linh cụ hoàng về nơi an nghỉ, xin khơi lời kính mời tình nghĩa không gia và ông bà cô bác và anh chị em mọi đứa nếu chút tỉnh thời gian đến đây để đưa bà chị lên rồi. Tình huống thứ ba cũng không có gì hơn, ngày hôm nay tình nghĩa không gia đến đây để thắp cho bà chị kia cũng cầu xin cho linh hồn bà chị được nhẹ nhàng ở linh linh cụ hoàng thì đang nghỉ. Thì tôi xin khai lời của gia đình, xin kính mời đại diện gia đình và ông đại diện mời anh bà chị kia lên trên khu vực nữa. Rồi.